Đây anh chị nhìn này, nó trong như thế này. Những cái viên đá này trông vậy thôi anh chị, nó trị giá cả cả gần cả 100 triệu đó anh chị. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện anh em đến một cái cặp sapphire vô cùng là kỳ lạ. Bên ngoài chúng ta sẽ nhìn thấy một màu đen tuyền, nhưng thực ra ẩn chứa bên trong nó là một cái màu xanh vô cùng hy vọng luôn. Sợ anh chị nhìn thấy chưa? Xanh dương nhá. Đây là hai cái màu xanh mà đắt giá của sapphire, và những cái đá này những cái đá có phan thiết trong suốt. Tôi báo cho anh chị như thế thì anh chị hình dung trước. Chúng ta sẽ cùng nói chuyện về sản phẩm này ngay bây giờ nhé. Một cặp đôi này tôi cũng mất thời gian cả năm mới tìm được. Đến với cái đôi sapphire đen thì chúng ta sẽ đến với một cái nhẫn sapphire xanh. Sản phẩm này tôi làm cho một vị khách hàng làm một cặp nhẫn, một cái nhẫn nam của anh ấy nữa. Và cái viên đá này là một viên đá xanh dương. Sản phẩm này là full kim cương. Thì tôi sẽ đợi đến khi hoàn thiện xong cặp đôi sản phẩm của anh chị thì tôi sẽ quay một thẻ nhá. Tôi quay sơ sơ cho anh chị xem trước thôi. Đây là hai cái giám định của nó này. Sapphire xanh tự nhiên này. Và sapphire kết kim cương 20 viên từ 1 ly 8 đến 2 ly. Đây là một cái thiết kế khá là dễ bắt gặp ở trên Tahigem, người ta làm sản phẩm này quá nhiều rồi. Thế còn hôm nay chính của video này tôi sẽ nói về hai cái viên đá này. Đây là hai cái viên đá sapphire xanh đen. Và đây có một cái gọi là hành thủy chuẩn thủy luôn đấy, vì bên ngoài nó là màu đen nhá. Giá cắt thì anh chị nhìn này, nó rất là tuyệt vời, là tuyệt đối, là hoàn hảo. Rất là đẹp luôn. Những cái giác trùng nhau nó rất hoàn hảo luôn, tại vì cái này là chúng tôi không quan trọng về khối lượng nữa. Chúng tôi cắt để lên cái độ đẹp nhất thôi. Anh chị nhìn nhá, cái giác này. Lên hoa luôn và các chân rất là ngon nhá. Thì bên ngoài khi chúng ta nhìn vào những viên đá này thì ta thấy là đây sẽ là một viên đá loại đen tuyền. Thì trước đây thì tôi cũng có khá nhiều sapphire đen rồi. Đây là lô hàng sapphire đen. Một trong những lô hàng của tôi thôi. Vì những cái sản phẩm này tôi tích trữ khá là nhiều. Tôi dùng rất nhiều tiền để tích trữ cái sản phẩm này. Vì tôi nắm bắt được cái thời cơ của nó là khả năng càng sau này nó càng hiếm. Thế nên là những cái bạn hàng của tôi có hàng là tôi sẽ mua hết. Và hiện trạng bây giờ tôi đang lưu trữ khá nhiều sản phẩm này. Tuy nhiên để trông anh chị nhìn vào những cái lô này giống hệt nhau đúng không? Nhưng mà để một chút nữa thôi anh chị sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa hai sản phẩm này, và giá trị này giá trị hơn cái sản phẩm này. Hiện tại thực ra nó không quá nhiều đâu, nó giá trị hơn tầm khoảng 4 lần thôi, nhưng mà nó là một cái điều đặc biệt hơn hẳn những cái sản phẩm này nhá. Chúng ta cùng xem nhá. Tôi sẽ quay lại trên một góc cao hơn, thì khi anh chị nhìn những cái sản phẩm này nhá, đây tôi để lên bàn tay này, thì nó rất là giống nhau, đều là màu đen tuyền đúng không, đen tuyệt đối đấy. Thì đây cũng là một trong những cái dòng sapphire rất là hiếm rồi, thì đa phần cái hàng đen mà anh chị gặp ấy nó sẽ không đẹp như này đâu, nó sẽ là hàng chất lượng thấp hơn nhiều. Đây là những cái lô sapphire đen mà anh chị hay gặp gọi là đen, thực ra bản chất nó là đen xám nhá. Và những cái sản phẩm này thì không bao giờ cắt được ra những cái viên như này, vì những viên như này là những cái viên đá mà độ giác mặt cực kỳ tốt và rất là mịn, của những cái sản phẩm này thì không anh chị nhá. Và đây là những cái hàng sapphire đen mà anh chị hay gặp trên thị trường, đến 99% những hàng sapphire đen người ta đưa cho anh chị cái loại này. Nhá, thế còn tôi sẽ cho anh chị một loại trung gian nữa. Đây là một loại trung gian sapphire của Phan Thiết. Loại trung gian này thì cũng tương đối ổn. Tương đối ổn, và đây là loại chất lượng cao thứ nhì sau cái hàng cắt giác này nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái loại nó cao hẳn luôn, VIP hơn cái loại này rất nhiều lần. Thì nó chính là hai cái viên đá mà tôi vừa quay cho chị xem đấy. Đó là cặp sản phẩm này nhá. Tại sao lại như vậy thì chúng ta hãy giải đáp câu trả lời ngay bây giờ nhá. Chúng ta hạ cái này xuống. Rồi, tôi mượn một cái đèn. Giả sử trên tay tôi đang ở viên đen tuyệt đối như chúng ta đang nhìn trên màn hình, nhưng khi vào đèn thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ, một là không lên màu gì cả, hai là lên màu xanh rêu nhá. Thì đây là một cái loại cũng là hàng đen bóng kính như là hàng thường nhá. Chúng ta chọn một viên to khác. Những cái viên đá này trông vậy thôi anh chị, nó trị giá cả gần cả 100 triệu đó anh chị. Giác nó rất là tốt, và nó là một cái hàng sapphire mà khi soi đèn vào, như viên này là đen, khá là đen này, rất là đen này. Thế nhưng hàng cao cấp và nhiều tiền hơn gấp cái bạn này 4 lần, vì loại này là tôi đang giao ra 2,5 triệu một carat. Anh chị biết chúng ta công khai với nhau cũng khá nhiều video rồi, nhưng đến một cái loại này nữa thì chúng ta sẽ thấy là nó đều khác biệt hoàn toàn. Đây tôi quay trước khi cho chị xem nhá. Đây là cái viên đen này, chính là cái viên vừa rồi đấy, anh chị nhìn thấy không, đúng chưa? Bây giờ khi vào đèn thì chúng ta sẽ có một viên trong suốt màu xanh dương, anh chị có thấy không, là viên xanh dương trong suốt nhá. Thì về bản chất đây là viên đá trong vắt, nhưng mà nó có một điều kiện đặc biệt, thế nên là nó sẽ ẩn mình trong một cái lớp vỏ đen. Đây anh chị nhìn này, nó trong như thế này.
Và đây là một viên đá nó khá là ngon. Tôi báo cáo với anh chị, nếu nếu mà cái viên đá này bình thường không rọi đèn, nó đã đen như này, xanh như này rồi, thì chúng ta sẽ phải mua với giá cỡ tầm khoảng 2.000 đô một carat. Có nghĩa là rơi bây giờ khoảng 50 triệu, hơn 50 triệu một ca đấy anh chị. Có nghĩa là viên đá này nó sẽ trị giá khoảng 500, nó khoảng 500 triệu. Và bên tôi có không ạ? Báo cáo là bên tôi có đang có rất nhiều cái hàng cỡ nhiều tiền như thế. Nhưng mà đây là một cái viên mà ít gặp và chúng ta đi tìm khá khó khăn. Đây là một cái yêu cầu của vị khách hàng của tôi đưa cho tôi cả năm trời rồi. Bây giờ tôi mới có thể tìm được cái sản phẩm này cho chị. Đây là viên đầu tiên nhá. Rồi, viên thứ hai cũng cùng cái dòng đấy, cùng một cục da anh em ạ. Đây là viên thứ hai, là viên tròn nhá. Viên này cũng có độ trong rất là đẹp. Thế còn và ngoài ra những hàng xanh dương này mà hàng tươi thì giá trị rất là cao, tôi nói cho anh chị rồi. Với chúng tôi là những đơn vị mà đi đầu trong việc tìm kiếm thì cũng phải bỏ ra chi phí đến cả 1.000 đô một carat cơ. Nhưng trong khi đó cái sản phẩm này chi phí nó vô cùng rẻ anh chị ạ. Nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 400 đô, khoảng 400 đô một carat thôi anh chị nhá. Rồi ok, chúng ta hãy cùng đón chờ một cái sản phẩm hoàn thiện của sản phẩm này. Và tiện đây thì tôi cũng quay kích thước cho anh chị luôn. Là một viên đá mà cũng cắt ra tương đối, tôi nghĩ tương đối là vuông đấy. Nhưng mà tôi xem nào, kích thước thật này. Một chiều là nói chung là gần 13, 12, 9, 8, 8. Đây 12, 8, 8, 12, 12, 9 này. Một chiều này tôi đoán là khoảng 13, 2. Đây, đây là 13, 8, 13, 9 này, gần 14 này. Đấy. Độ sâu viên đá này thì chắc là khoảng chắc khoảng 6 ly, 5 ly 9, 6 ly. Và khối lượng là 10,2 carat anh em nhé. Giá trị chưa đến 100 triệu. Viên đá tiếp theo là cái viên tròn vừa rồi đấy. Chúng ta sẽ có đường kính chắc là tôi đoán khoảng 10 đấy, khoảng 12 ly, 11.5. Thì đây là hai cái sản phẩm tiêu biểu trong cái dòng đá này mà tôi muốn giới thiệu đến anh chị. Rất giống nhau. Khi chúng ta cất dấu đi thì trông vô cùng giống nhau luôn. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều và xin chào tạm biệt anh chị. Chúc anh chị một ngày thật nhiều niềm vui nhé. Xin chào tạm biệt.